Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua nghị quyết quy định các khoản thu và các mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm học mới. Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh ra nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi. Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, các cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập ở thành phố Hồ Chí Minh của năm học mới này bao gồm 26 khoản thu dịch vụ, trong đó có tiền suất ăn trưa bán trú. Tiền suất ăn trưa bán trú đối với tất cả các trường các cấp là mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc nhóm 1, tức là các quận và thành phố Thủ Đức, được quy định với mức tối đa là 35.000 đồng một suất. Nhóm 2, các huyện ở thành phố Hồ Chí Minh, mức thu mỗi suất ăn trưa sẽ dưới 32.000 đồng một suất. Thành phố cũng quy định tiền suất ăn sáng là 20.000 đồng một ngày và tiền nước uống là 20.000 đồng một tháng. Ngoài ra, các khoản thu về tiền khám sức khỏe của học sinh ban đầu, tiền mua sắm đồng phục học sinh, tiền học phẩm, học cụ và học liệu, tiền trong giữ xe học sinh, tiền tổ chức xe đưa rước học sinh.